Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Bảo Thắng thực hiện. Trong chương trình này xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Bảo Thắng tăng cường chăm sóc lúa vụ mùa năm 2017. Chủ phú vùng cây ăn quả chất lượng cao trên vùng đất Bảo Thắng. Nâng cánh ước mơ giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn cắp sách đến trường. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, vụ mùa năm nay, nông dân huyện Bảo Thắng gieo cấy trên 2.200 hecta lúa mùa. Thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bảo Thắng, đến thời điểm này, 15 trên 15 xã, thị trấn của huyện đều có lúa mùa bị nhiễm bệnh. Trước thực trạng này, các ngành chức năng và chính quyền các địa phương của huyện Bảo Thắng đã tích cực thăm đồng, kịp thời phát hiện sâu bệnh hại để phòng chống nhằm đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Gia đình chị Đào Thị Thanh Hà ở thôn Cốc Tùm 2, xã Phong Niên, năm nay gieo cấy 3 sào lúa mùa bằng giống lúa TBR225. Thời kỳ đầu, nhìn chung toàn bộ diện tích lúa phát triển tương đối tốt. Song khoảng 2 tuần nay, do thời tiết nắng mưa bất thường, 100% diện tích lúa của gia đình chị đều có biểu hiện bị vàng lá và bị sâu cuốn lá gây hại. Vì vậy, chị luôn chủ động thăm đồng, nắm bắt diễn biến tình hình sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Hiện tại nhà tôi đang có 3 sào lúa. Tôi đã cấy giống PR225, nó đang phát triển tốt. Nhưng mà do trời mưa gió nhiều thất thường nên đã bị dẫn đến nhiều sâu bệnh. Tôi đã phun phòng 3 lần. Hiện tại là cũng đỡ nhiều. Như gia đình chị Hà, gia đình bà Trần Thị Tâm cùng thôn cũng thay phiên nhau ra đồng chăm sóc lúa. Vụ mùa năm nay gia đình bà gieo cấy 3 sào lúa chất lượng cao. Hiện nay lúa trong giai đoạn chỗ bông, tuy nhiên do ảnh hưởng của cơn bão vừa qua, lượng mưa kéo dài đã làm cho 30% diện tích lúa của gia đình bà bị bệnh vàng lùn, nghẹt rễ do úng nước cộng thêm sâu bệnh. Nhà tôi thì có 15 cân giống, thì vừa qua là năm nay là vì mưa nhiều quá nên lúa mắc cái bệnh nghẹt rễ không đỏ lừ, từng cụm đỏ lụi đi, nghẹt rễ không lên được. Nên nhà gia đình cũng chăm bón và cũng được bên khuyến nông xã đã phổ biến là bón thêm đạm kali, nên gia đình cũng kịp thời bón phun, nhưng bây giờ thì lúa cũng tạm ổn, cũng đỡ bớt được một số sâu bệnh. Vụ mùa năm 2017, xã Phong Niên gieo cấy 132 hecta, trong đó chiếm 90% các loại giống năng suất cao. Đến nay, một số diện tích cấy sớm lúa trong giai đoạn chỗ vào chắc hạt. Tuy nhiên, do diễn biến của thời tiết phức tạp, đến thời điểm này, toàn xã có 20 hecta bị nhiễm bệnh sâu cuốn lá, dày nâu và khô vằn. Một số diện tích do mưa lũ làm lúa bị đổ gãy. Xã Phong Niên đã tuyên truyền bà con nhân dân khẩn trương khắc phục, đồng thời thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại lúa để kịp thời phun thuốc phòng trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu, tránh sâu bệnh lây lan ra diện rộng. Về cái công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa và cây ngô trên địa bàn xã Phong Niên thì tổng diện tích lúa mùa là 132 ha, thì trong đó cơ bản là cơ cấu giống về cái giống lúa TBR25 của giống Thái Bình và cái giống lúa Thiên Y 08 và một cái giống lúa BC15. Thì tuy nhiên thì cái diện tích sâu bệnh gây hại lúa mùa trên địa bàn xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, với Công ty Thanh niên Việt Nam tổ chức 6 lớp tập huấn trên địa bàn xã Phong Niên về cái công tác phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là phòng trừ sâu cuốn lá trên cây lúa và bệnh đạo ôn trên cây lúa. Thì hiện nay cho đến nay thì cái diện tích bị nhiễm sâu bệnh thì được bà con dân chủ động phun thuốc phòng trừ kịp thời. Theo dự báo, thời tiết sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Nắng mưa xen kẽ là cao điểm của các loại sâu bệnh phát sinh và gây hại, nhất là những diện tích gieo cấy với mật độ dày, sâu cuốn lá dễ bùng phát số lượng lớn. Để khắc phục kịp thời, hiệu quả, bảo vệ diện tích lúa mùa bị sâu bệnh, huyện Bảo Thắng đã chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương các xã thị trấn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn bà con sử dụng các loại thuốc đặc trị để lúa phát triển tốt. Ngay từ đầu vụ, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đã chủ động cho cán bộ bám sát đồng ruộng, theo dõi các đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng, đặc biệt là trên cây lúa. Thì đối với huyện Bảo Thắng thì vụ mùa năm 2017 thì cấy hơn 2.000 hecta lúa. Sâu bệnh hại thì đến thời điểm này thì cũng không có gì đáng lo ngại.
Do thời tiết mưa nhiều thì bệnh khô vằn và bệnh bạc lá hại mạnh trên một số giống có bản lá to và phát triển mạnh. Thế ngoài ra thì có dày nâu và sâu cuốn lá gây hại rải rác. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cũng đã trực tiếp tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành hai văn bản khuyến cáo và chỉ đạo Ủy ban Nhân các xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cùng Phòng Nông nghiệp hướng dẫn bà con nhận biết các đối tượng sâu bệnh hại, khoanh vùng và phòng trừ triệt để những cái khu vực mà bị nhiễm sâu bệnh hại, không để sâu bệnh hại lây lan ra diện rộng. Với những giải pháp thiết thực cụ thể, huyện Bảo Thắng phấn đấu năng suất và sản lượng lúa vụ mùa năm 2017 hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, đảm bảo ổn định, an ninh lương thực trên địa bàn. Xác định cây ăn quả là một trong những hướng đi quan trọng góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người nông dân. Trong những năm gần đây, huyện Bảo Thắng đã triển khai đề án phát triển cây ăn quả trên toàn huyện, xây dựng những vùng cây ăn quả có năng suất, chất lượng cao để nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới. Xác định cây ăn quả là một trong những hướng đi quan trọng góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người nông dân. Trong những năm gần đây, huyện Bảo Thắng đã triển khai đề án phát triển cây ăn quả trên toàn huyện, xây dựng những vùng cây ăn quả có năng suất, chất lượng cao để nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chương trình phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn trên địa bàn, huyện Bảo Thắng đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tuyên truyền cho bà con nông dân chuyển đổi cây có giá trị kinh tế thấp sang trồng những cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như cây chanh tứ mùa, na, nhãn ghép, cam V2, bưởi, hồng, thanh long ruột đỏ, hồng nhân hậu. Đến thời điểm này, toàn huyện có 2.465 ha cây ăn quả các loại, đạt 85% mục tiêu đề án. Đáng chú ý, thời gian qua, huyện Bảo Thắng đã tập trung vào phát triển mạnh cây bưởi múc xã Thái Niên. Loại cây đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận nhãn hiệu tập thể bưởi múc Bảo Thắng. Trên địa bàn xã Thái Niên hiện nay thì có hai cái loại cây ăn quả chủ lực là cây bưởi múc và cây na dai, với tổng diện tích là trên 100 ha, thì hàng năm cho thu nhập khoảng trên 20 tỷ đồng. Đây là những cái nguồn thu nhập rất là có ý nghĩa đối với một xã khó khăn như xã Thái Niên. Trong hai cái loại cây ăn quả chủ lực của xã Thái Niên ấy, thì cái cây bưởi múc là một trong những sản phẩm đặc hữu của địa phương và có giá trị kinh tế rất là lớn. Thì huyện Bảo Thắng tiếp tục sẽ có những cái chính sách, những cái cơ chế để hỗ trợ để sản xuất hàng hóa đối với lại cái loại sản phẩm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ hợp tác xã bưởi múc. Huyện xác định đây là cái đầu mối để liên kết giữa người dân với lại thị trường trong tiêu thụ sản phẩm bưởi múc thương phẩm, tiếp tục duy trì và quảng bá cái thương hiệu bưởi múc đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam công nhận, tiếp tục thực hiện cái dự án cây ăn quả trên địa bàn huyện Bảo Thắng. Trong đó thì chú trọng đến cái đối tượng là cây bưởi múc và xác định rõ những cái cây đầu dòng để lưu giữ và phát huy trong thời gian tới. Hiện nay xã Thái Niên có gần 30 ha bưởi múc đang cho thu hoạch quả, trung bình mỗi ha bưởi người dân thu khoảng 480 triệu đồng. Đây là con số rất lớn so với những cây trồng khác. Với chất lượng quả to, vị ngọt, bưởi múc Bảo Thắng được người tiêu dùng ưa chuộng. Riêng trồng cây bưởi múc là có hơn 100 hộ trồng bưởi múc. Hiện tại là đã trồng được 42 bưởi. Và định hướng của thôn là sẽ sang năm sẽ trồng thêm được khoảng chục hecta nữa. Cái cây chủ chốt để xóa đói giảm nghèo cho địa phương. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tiến, thôn Múc, xã Thái Niên đã đầu tư thâm canh phát triển 4 hectare bưởi múc trên diện tích đất đồi vườn của gia đình. Sau một thời gian chăm sóc, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, vườn bưởi của gia đình ông đã cho thu hoạch ổn định. Mỗi cây bưởi cho thu hoạch khoảng 60 đến 70 quả, với giá từ 40.000 đến 50.000 đồng trên một quả. Sau khi đã trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu về trên 100 triệu đồng. Trước đây 2007 gia đình nhà mình có trồng các loại ngô, khoai, sắn cho kinh tế nó không được ổn định. Từ năm 2007 là quay sang trồng cây bưởi múc này là cho kinh tế lợi nhuận nó cao. Gia đình nhà mình thì có 200 gốc, trừ chi phí thì được còn 100 triệu. Tới đây là tất cả trong thôn mới là kết hợp với xã phường cho tổ chức cái dán tem và cho những gia thương hiệu bưởi để nhằm cho bà con mình có những cái một là thực phẩm sạch, hai là đầu ra nó ổn định hơn trong quả bưởi.
Không chỉ có bưởi Múc, xã Thái Niên còn được biết đến là vùng trồng na đầu tiên của huyện Bảo Thắng. Giống na được trồng tại xã là na dai mắt đỏ, na dai thường và na bở chín sớm. Hiện toàn xã có hơn 30 hectare na được trồng chủ yếu tại các thôn làng Giàng, Múc, Thái Niên, Lạng, Quyết Tâm. Xã Thái Niên có chủ trương mở rộng vùng trồng na lên khoảng 50 hectare, với giá na trên thị trường khoảng 30.000 đến 45.000 đồng trên 1 kg. Mỗi hectare na mang lại nguồn thu từ 200 đến 300 triệu đồng. Ngoài ra, người dân thường tận dụng trồng sen rau dưới gốc na, nhờ đó giá trị kinh tế cũng tăng đáng kể. Việc các loại cây ăn quả phát triển tốt phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại Bảo Thắng và cho giá trị thu nhập kinh tế cao được xem như là điểm tựa để người nông dân Bảo Thắng lựa chọn nhằm thay thế các loại cây tạp và một số cây kém hiệu quả. Phát triển trên địa bàn huyện đến năm 2018 có tổng số khoảng 520 ha cây ăn quả, bao gồm là một số loại cây trồng như là cây nhãn chín muộn, cây bưởi Múc Bảo Thắng, cây na và cây chanh, xây dựng một số cây đầu dòng và xây dựng cái vườn ươm, tập huấn kỹ thuật cho người nông dân cũng như là xây dựng cái nhãn hiệu tập thể cho quả Bảo Thắng và thành lập được một số cái hợp tác xã để mục đích đó là giúp cái vai trò liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp cũng như là giúp cho đưa các sản phẩm cây ăn quả ra thị trường. Có thể thấy từ việc xây dựng mô hình phát triển vùng cây ăn quả tại huyện Bảo Thắng đã và đang dần hình thành trở thành vùng cây đặc sản và có thương hiệu riêng, mang lại giá trị kinh tế lớn cho người nông dân. Có nguồn thu nhập ổn định, nông dân sẽ có nhiều điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương Bảo Thắng. Xây trường học, trao học bổng, tặng xe đạp, máy tính, sách vở cho học sinh nghèo. Đó là những chương trình an sinh xã hội mà huyện Bảo Thắng đã phát động và đồng hành với các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm. Qua đó giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, cắp sách đến trường, trở thành con ngoan trò giỏi. Trong năm học 2016-2017, tổng số tiền tập thể cá nhân ủng hộ quỹ học bổng cùng em tiếp bước đến trường và chương trình nâng cánh ước mơ trên địa bàn huyện Bảo Thắng đạt được gần 500 triệu đồng cùng 900 mét khối đá sỏi. Từ nguồn quỹ này, huyện Bảo Thắng đã giúp nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội đến trường và thực hiện ước mơ của mình. Trong năm 2017, huyện Bảo Thắng đã dành trên 10 tỷ đồng kinh phí để đầu tư xây nhà bán trú, nhà công vụ để đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho các thầy cô giáo, các em học sinh trong năm học mới. Năm học 2016-2017, được sự nhất trí của huyện ủy, ủy ban dân huyện, phòng giáo dục đào tạo đã tổ chức chương trình văn nghệ cùng em cắp sách đến trường và đã thu hút được sự quan tâm của các cấp ủy, đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là của toàn thể nhân dân với sự nghiệp giáo dục. Năm học này, phòng giáo dục tiếp tục tổ chức chương trình chắp cánh ước mơ với sự góp sức, góp tài của toàn thể các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội với sự nghiệp giáo dục. Ngay những ngày đầu tiên của năm học mới 2017-2018, huyện Bảo Thắng đã hỗ trợ đồ dùng học tập cho học sinh ở bán trú như vở viết, bút bi, đồ dùng cho học sinh bán trú gồm màn, gối, chiếu với tổng số tiền trên 40 triệu đồng. Qua đó đã giúp các em học sinh nghèo vượt khó có thêm động lực, quyết tâm vươn lên trong học tập. Em Nguyễn Thị Huyền Trang, trường trung học cơ sở số 3 xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng là một trong những học sinh nghèo khuyết tật, vượt khó, học giỏi, luôn được bạn bè, thầy cô yêu mến. Bằng nghị lực của bản thân, cộng với sự quan tâm chỉ dạy tận tình của thầy cô và bạn bè, em đã có thể bắt kịp được với chương trình học. Trong nhiều năm liền, em đều đạt được thành tích học tập đáng khâm phục. Luôn là học sinh giỏi, được nhà trường cũng như chính quyền địa phương tuyên dương khen thưởng và là tấm gương sáng cho các bạn noi theo. Trong suốt quá thời gian 2 năm học qua, thầy cô và các bạn đã giúp đỡ em rất nhiều để em vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Các bạn đã giúp em trong việc đi lại, học tập. Thầy cô đã tạo mọi điều kiện để cho em được học tập một cách tốt nhất. Cũng có hoàn cảnh éo le nhưng luôn nỗ lực vượt lên trong cuộc sống và học tập. Đó là em Vũ Thanh Hằng, học sinh lớp 5A trường tiểu học xã Sơn Hải. Bố mất từ khi em còn nhỏ, mẹ em đi bước nữa, để em cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Thay vì mặc cảm về bản thân,
em càng lấy đó làm động lực để phấn đấu vươn lên. Kết quả nhiều năm liền, em đều đạt học sinh giỏi toàn diện, đạt thành tích trong các kỳ thi cấp huyện, là một cốt cán năng động, được thầy cô và bạn bè yêu quý nể phục. Bố của mình mất từ khi mình mới 2 tháng, nghe bà kể lại là như vậy. Ông mình thì bị liệt, phải nằm giường. Bà mình đã già rồi, nên mình rất là thương bà của mình. Với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chương trình Nâng Cánh Ước Mơ ủng hộ học sinh nghèo đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần chia sẻ khó khăn, thắp sáng niềm tin cuộc sống, ủng hộ tinh thần vượt khó của những học trò nghèo tại các địa phương trên địa bàn huyện. Trang truyền hình địa phương tháng 9 do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Bảo Thắng thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.